Vụ án Vạn Thịnh Phát, bao thư, vali và thùng xốp. Quý vị thân mến, vali đựng 400.000 USD, cựu trung tá điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận hối lộ vụ chuyến bay giải cứu là chuyện nhỏ như con thỏ qua vụ án Vạn Thịnh Phát. Cách đây không lâu, khi xét xử đại án chuyến bay giải cứu, cựu trung tá điều tra viên Hoàng Văn Hưng bị phạt tù chung thân do nhận hối lộ 400.000 USD. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi nghe đến số tiền khổng lồ đó đựng trong một cái vali và được đưa ngay trước cổng cơ quan bảo vệ pháp luật. Bây giờ, vali với số tiền đó là chuyện nhỏ như con thỏ qua vụ án Vạn Thịnh Phát. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước nhận tới 5,2 triệu USD ngay tại văn phòng làm việc chứa trong 3 thùng xốp. Nếu đây là sự thật, bà Nhàn đúng là tay tham nhũng cớ bự, thùng xốp nhiều triệu đô la hối lộ cho bà vượt xa cái vali tặng ông Hưng. Từ lâu, dân gian vẫn lưu truyền câu đồng dao trần trụi: kính thưa là chuyện tào lao, phong bì mày nhớ đưa tao nghe mày. Và thế là văn hóa đập dẹp bỏ bao thư cứ tồn tại nhùng nhằng mãi tới hiện nay vẫn chưa chịu thôi. Những tưởng vấn nạn phong bao đủ khiến cho dân, cho nước lòng đong, không ngờ nó lại phát triển lên vali rồi thùng xốp. Chứng tỏ tham nhũng ngày càng bạo dạn, bất chấp hết thầy, có là lấy, không chút băn khoăn, không chút lưỡng lự và tự trọng. Kẻ đưa hối lộ chẳng hề run tay, ngang nhiên đưa tiền thẳng thừng, không chỉ ở nhà riêng mà còn đưa tại những nơi được coi là công sở tôn nghiêm. Không như trước đây, khi dúi phong bao phải giấu giếm trong các món quà nhỏ nhỏ như sổ tay, chai rượu, cây thuốc lá, gói bánh. Tiền đâu phải là lá mít, chẳng ai phung phí cho ai không cái gì, hết thảy đều là mục đích và yêu cầu. Nhận tiền hối lộ nhiều, tất nhiên là phải tuân theo mọi chiếu chỉ của những kẻ chủ chi. Qua kết luận điều tra, chúng ta thấy trường hợp bà Nhàn là rất điển hình. Bà ta không đơn giản nhắm mắt bỏ qua những sai trái mà còn tiếp tay vi phạm cho các báo cáo láo, vẽ đường cho hiu chạy bằng cách kiến nghị cho ngân hàng SCB của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được thực hiện tái cơ cấu, gây thêm thiệt hại lớn. Bán mình là biểu hiện xấu xa của các quan chức, tệ hại hơn là cả một tập thể cùng nhau bán mình. Không thể hiểu nổi khi kết luận điều tra nêu rõ việc tất cả 18 người thuộc đoàn viên đoàn thanh tra đều có hành vi nhận tiền rồi tiếp tay hoặc làm ngơ cho đế chế Vạn Thịnh Phát. Đáng nói hơn, nhóm người này gồm nhiều bộ phận, nhiều đơn vị gộp lại nhưng lại rất đồng nhất khi nhận hối lộ. Những người đưa tiền quả biết chi đúng chỗ, biết chung đúng người. Quan to chung to, quan bé chung bé, trưởng đoàn trực tiếp thanh tra thì cỡ thùng xốp, cán bộ thành viên đoàn là bao thư dày mỏng. Cả đoàn cán bộ có bổn phận tìm ra bản chất thực của một tổ hợp doanh nghiệp đã bị mua chọn, sẵn sàng bán chọn, chẳng thấy ai đủ bản lĩnh cưỡng lại mùi tanh của đồng tiền bẩn. Hiện tượng này là rất đáng lưu ý, nếu không ngăn chặn còn có thể xảy ra ở nơi khác. Mỗi vụ đại án tham nhũng là một bài học đắng ngắt khi phát hiện ra những điều trầm trọng mới. Nó cũng là chứng cứ phản ánh tình trạng tha hóa của một bộ phận cán bộ, đồng thời phản ánh sự buông lỏng công tác quản lý, tạo điều kiện cho các quan chức bị những viên đạn bọc đường tấn công. Chúng ta cần hết sức cảnh giác với mọi thủ đoạn mua chuộc đang tiến nhanh trên con đường từ bao thư đến vali và nay là thùng xốp. Chưa chắc tham nhũng chịu dừng lại ở đó, không chừng nay mai lại xuất hiện thêm cỡ container gì đó thì nguy. Bộ Công an lên tiếng về đề xuất giới hạn nồng độ cồn bằng không. Thưa quý vị, trước băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội về quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn, đại diện cơ quan soạn thảo luật của Bộ Công an đã lên tiếng lý giải. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp, Bộ Công an cho biết, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được xây dựng với quan điểm bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông là trên hết. Khoản 1, điều 8, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm. Quy định này nhằm hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo sức khỏe của người tham gia giao thông và thống nhất với quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Khoản 6, điều 5 quy định điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị cấm. Theo tướng Phạm Công Nguyên, người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia thường bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần và thể chất, đến khả năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt mạng và bị thương nhiều người, mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể, chứng minh được hiệu quả của quy định trên trong thực tế. Với những đề xuất nghiên cứu mức nồng độ cồn cho phép phù hợp với từng loại phương tiện giao thông, theo Thiếu tướng Nguyên thì phải nghiên cứu đánh giá thận trọng trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và đảm bảo tính khả thi. Trước đó, trong thảo luận tại tổ về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đề cập đến quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn. Theo đại biểu Nguyễn Quang Huân của đoàn Bình Dương, việc cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là không thực tế. Đại biểu đoàn Bình Dương nêu, nhiều người tối hôm trước liên hoan, sáng hôm sau đo vẫn còn nồng độ cồn, trong khi đó họ vẫn tỉnh táo để đảm bảo đi làm bình thường. Cùng vấn đề trên, đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn Thừa Thiên Huế cho rằng nếu cấm ngặt như vậy thì người điều khiển xe thô sơ cũng vi phạm và bị xử lý. Do vậy, theo ông, nếu uống một chút rượu mà đi xe đạp cũng bị phạt thì quá trình triển khai luật sẽ phức tạp. Ngoài ra, theo đại biểu, việc cấm người uống rượu tham gia giao thông thì đã rõ, nhưng thực tế, việc người dân uống rượu từ tối hôm trước mà sáng hôm sau đi làm, trong máu vẫn còn nồng độ cồn, nếu phạt thì chưa hợp lý. Do vậy, đại biểu Phạm Như Hiệp đề nghị nêu quy định ngưỡng vi phạm nồng độ cồn. Đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn Hà Nội đề xuất nghiên cứu một tỷ lệ nhất định để giới hạn nồng độ cồn cho phép trong khí thở và trong máu, không nhất thiết cứ có nồng độ cồn là bị xử phạt. Ông Ấn nêu ý kiến cho rằng, luật của các nước trên thế giới về cơ bản, họ đều có tỷ lệ nhất định nào đó, ta cũng nên nghiên cứu. Lý do hơn 1.000 công chức viên chức ở Bình Dương nghỉ việc. Thưa quý vị, chỉ trong thời gian chưa đến 2 năm, tại Bình Dương đã có hơn 1.000 công chức viên chức thôi việc, bỏ việc với nhiều lý do khác nhau. Thông tin này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương báo cáo với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ trong buổi làm việc về tình hình công chức, viên chức, thôi việc, bỏ việc, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có hơn 24.700 công chức, viên chức. Tuy nhiên, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 đã có 1.125 công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, trong đó có 70 người đang giữ chức vụ lãnh đạo. Đáng chú ý, trong số này có nhiều người giữ chức vụ quan trọng ở Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng theo báo cáo, số lượng công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc trong ngành giáo dục và ngành y tế chiếm chủ yếu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho hay, lý do cán bộ nghỉ việc, thôi việc chủ yếu do việc sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, do khối lượng công việc nhiều dẫn đến cán bộ, công chức phải làm việc ngoài giờ hành chính, ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc và sức khỏe. Chính sách tiền lương chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho bản thân và gia đình, nên công chức, viên chức không có động lực gắn bó với công việc. Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do cán bộ có tâm lý sợ sai, sợ bị trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc. Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, số biên chế của tỉnh thấp nhất so với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, thậm chí ít hơn Bình Phước, Tây Ninh, khoảng 100 người so với Bình Phước và 80 người so với Tây Ninh. Trong khi, khối lượng công việc của Bình Dương gấp nhiều lần các địa phương khác. Số lượng biên chế thấp trong khi khối lượng công việc nhiều đã gây áp lực cho các cán bộ trong quá trình làm việc. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ địa chính ở thành phố Thuận An cho biết bản thân đang làm đơn xin nghỉ việc sau gần 10 năm gắn bó với vị trí này. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến vị cán bộ này xin nghỉ việc là do áp lực trong công việc, tâm lý sợ sai do hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều bất cập. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.